Chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của đài phát thanh truyền hình cao bằng. Mở đầu bản tin chiều nay sẽ là thông tin về tình hình dịch Covid-19 và một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ 17 giờ ngày 22 tháng 4 đến 17 giờ ngày 23 tháng 4, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 178 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, thành phố Cao Bằng ghi nhận 47 trường hợp, huyện Bảo Lạc 15 trường hợp, huyện Bảo Lâm 12 trường hợp, huyện Hạ Lang 10 trường hợp, huyện Hà Quảng 5 trường hợp, huyện Hòa An 20 trường hợp, huyện Nguyên Bình 26 trường hợp, huyện Thạch An 29 trường hợp, huyện Trùng Khánh 14 trường hợp. riêng huyện Quảng Hòa không có trường hợp nào mắc Covid-19. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận tổng số 93.700 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 93.149 trường hợp được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, 551 trường hợp ghi nhận đi từ các tỉnh thành trong nước trở về. Về tình hình điều trị, có 150 trường hợp đang được cách ly điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị của tỉnh. 3.840 trường hợp không triệu chứng đang được cách ly điều trị tại nhà. Trong ngày 23 tháng 4 có 353 trường hợp điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị và điều trị tại nhà đủ điều kiện công bố khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp được công bố khỏi bệnh trong toàn tỉnh lên 89.648 người. Ngày 24 tháng 4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Cát Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã báo cáo với đoàn về đặc điểm tình hình, quá trình thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn, song tỉnh đã chủ động thực hiện với quyết tâm cao và có sự chuẩn bị từ sớm cho việc sắp xếp đơn vị hành chính đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương đối với tỉnh trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới. Thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành sắp nhập đối với 6 huyện để thành lập 3 huyện mới, giảm 3 huyện, 76 đơn vị hành chính xã thị trấn để thành lập 38 xã thị trấn mới, giảm 38 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 249 cơ quan tổ chức cấp huyện, 266 cơ quan tổ chức cấp xã tỉnh đã ban hành hai chính sách hỗ trợ cán bộ công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Bố trí số lượng cán bộ công chức cấp xã theo Nghị định số 34-2019-NDCP của Chính phủ và bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, góp phần đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cơ cấu lại, vẫn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, giảm áp lực chi của ngân sách nhà nước cho hoạt động của các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính. Nhiều nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Đối với ba đơn vị hành chính cấp huyện, các vụ việc vi phạm pháp luật giảm so với trước khi sắp nhập. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn tồn tại một số khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư. Trong phương án bố trí sắp xếp xử lý tài sản công, việc sắp nhập đã phát sinh kinh phí sửa chữa cải tạo các trụ sở làm việc. Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị Trung ương cho phép tỉnh Cao Bằng giữ nguyên tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã như hiện nay, kéo dài thời gian thực hiện các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư đối với các đơn vị hành chính như trước khi sắp nhập. Nâng định mức hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Điều chỉnh quy hoạch giảm tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quy mô dân số của đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn theo nghị quyết số 1211. Xem xét, cân đối, bố trí nguồn vốn cho các đô thị trong công tác lập, điều chỉnh, mở rộng quy hoạch đô thị. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Cắc Định nhấn mạnh, quá trình sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Cao Bằng đã thực hiện rất tốt, Cao Bằng cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ sắp nhập cấp huyện cấp xã ở mức cao so với cả nước. Đề nghị tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, cần có biện pháp tháo gỡ những khó khăn còn vướng mắc tại các địa bàn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm từ các địa phương khác trong việc sắp xếp cán bộ dôi dư theo hướng sắp xếp cán bộ phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ. Vì vậy, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ gắn với thực hiện công việc cần quan tâm hơn nữa đến các dịch vụ chăm sóc y tế và giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân tại các huyện xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đề nghị các thành viên trong đoàn công tác ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh Cao Bằng, tổng hợp báo cáo chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định cũng như rút kinh nghiệm để việc sắp xếp các đơn vị hành chính trong giai đoạn tới đạt hiệu quả cao hơn. Ngày 24 tháng 4 tại sân vận động thành phố Cao Bằng tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức phát động hưởng ứng chặng 4 chương trình Những bước chân vì cộng đồng năm 2022. 30 tháng 4, năm 19, Tại chương trình, hơn 160 hội viên, đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đoàn thanh niên công an tỉnh, đoàn thanh niên quân sự tỉnh, đoàn trường cao đẳng sư phạm cao bằng và đoàn viên Chi đoàn văn phòng tỉnh đoàn đã cùng nhau thực hiện đi bộ, chạy bộ tối thiểu mỗi người 2 km đóng góp vào thành tích chung của cả nước để hưởng ứng chặng 4 của chương trình Những bước chân vì cộng đồng. Đây là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank nhằm kêu gọi cộng đồng, hội viên, thanh niên đi bộ chạy bộ mỗi ngày để ủng hộ gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam. Với mỗi km đi bộ hoặc chạy bộ khi tham gia, Sacombank sẽ tài trợ 1.000 đồng để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng trong 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam với trị giá 1 tỷ đồng trên một nhà. Đồng thời nâng cao ý thức của hội viên, đoàn viên thanh niên về rèn luyện sức khỏe, vận động thanh niên có ý thức về việc tập thể dục thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe, cụ thể hóa phong trào tôi yêu tổ quốc tôi và cuộc vận động 10.000 bước chân mỗi ngày. Thời điểm này, chương trình Những bước chân vì cộng đồng diễn ra từ ngày 16 tháng 4 đến hết ngày mùng 8 tháng 5 năm 2022 nhằm gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng dân tộc La Ha ở Sơn La. Tiếp theo sau đây, như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Theo báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh BCA do Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu vừa công bố, Niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã tăng trở lại ở mức cao nhất kể từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát vào tháng 4 năm ngoái. Trong đó nhiều doanh nghiệp cho rằng hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU EVFTA có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của họ. Theo đó niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã đạt mức cao nhất kể từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát vào tháng 4 năm ngoái. Cụ thể, chỉ số BCI trong quý đầu tiên của năm 2022 đã tăng lên 73, đạt điểm cao nhất sau đợt thứ tư của đại dịch. Đây là mức tăng 12 điểm so với quý tư năm 2021, còn quý ba đạt mức 58 điểm. Các doanh nghiệp châu Âu bày tỏ lạc quan hơn sau khi Việt Nam nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch và tiếp tục tăng tốc phát triển kinh tế. Báo cáo cũng cho biết, các doanh nghiệp coi biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn và có thể kiểm soát được. Điều này cho phép các doanh nghiệp phục hồi nhanh hơn sau năm 2021 ảm đạm vì COVID-19, dẫn đến chỉ số BCI tăng trong quý I năm nay. Chỉ số này dự kiến sẽ được duy trì xu hướng cải thiện trong quý II với việc các thành viên lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh. Hơn 2 phần 3 doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng vào khả năng nền kinh tế phát triển mạnh trong tháng 3 tới. Theo các cam kết trong hiệp định, EVFTA sẽ loại bỏ gần như tất cả các loại thuế quan giữa EU và Việt Nam. 65% giá trị hàng xuất khẩu của EU và Việt Nam sẽ được loại bỏ vào thời điểm FTA có hiệu lực, với các mức thuế còn lại sẽ được loại bỏ dần trong thập kỷ tiếp theo. Mực nước sông Mekong gần đây tăng 20 đến 30% so với cùng kỳ nhiều năm trước, giúp các tỉnh miền Tây giảm hạn mặn, song chuyên gia nhận định sẽ để lại tác động tiêu cực. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu về đồng bằng sông cửu long tăng dần cao hơn trung bình nhiều năm dự báo trong tháng 4 cao hơn 15 đến 20% hai tháng tiếp theo cao hơn 20 đến 30% dòng chảy tăng bất thường do đập thủy điện ở trung quốc tăng xả theo văn phòng thường trực ủy ban sông Mê Công, lượng nước về đồng bằng sông cửu long qua hai trạm tân châu và châu đốc đã tăng 1.000 mét khối mỗi giây lên 5.600 mét khối trên một giây trong tháng 3 năm 2022 tổng lượng dòng chảy qua hai trạm này đạt khoảng 12,3 tỷ mét khối, cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 30%. Có ba nhóm vấn đề mà miền tây đối mặt: biến đổi khí hậu và nước biển dân, phát triển thiếu bền vững nội tại, tác động từ phía thượng nguồn Mekong. Trong đó hai nhóm vấn đề đầu đang dần được người dân miền tây thích ứng khắc phục, cùng với hỗ trợ của những chính sách phát triển như nghị quyết 120, cải cách nông nghiệp, quy hoạch vùng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 tháng 4, nắng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tăng từ 27 đến 30 độ C, thấp nhất duy trì từ 21 đến 24 độ C, sau đó nền nhiệt tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng khoảng 36 độ C. Từ ngày 24 tháng 4, nắng nóng sẽ mở rộng khắp đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ và khu vực ven biển cao điểm của đợt nóng sẽ rơi vào ngày 25 đến ngày 27 tháng 4. Khi nhiệt độ ở đồng bằng và tây bắc phổ biến từ 35 đến 37 độ C, riêng khu vực Hòa Bình có nơi trên 37 độ C. Trong khi đó, bắc trung bộ ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ C, vùng núi 38 độ C, một số nơi nóng trên 39 độ C. Sau đó nắng nóng dần suy giảm. Thủ đô Hà Nội từ ngày 25, 26 tháng 4 có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ C, độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50 đến 60%. Bộ y tế cho biết 203 triệu chứng có thể tồn tại dai dẳng, từ đầu hay xuất hiện sau khi khỏi Covid-19 hoặc tái phát theo thời gian. Bộ y tế cho biết hậu COVID-19 xảy ra ở người có tiền sử nhiễm sars cov 2 với các triệu chứng xuất hiện trong hoặc sau khi mắc COVID-19 kéo dài 12 tuần và không thể lý giải bằng các chẩn đoán khác. Các triệu chứng hậu COVID rất đa dạng, thậm chí đến 203 triệu chứng khác nhau, có thể tồn tại dai dẳng từ đầu hay xuất hiện sau khi khỏi COVID-19 hoặc tái phát theo thời gian. Triệu chứng phổ biến nhất gồm mệt mỏi, khó thở, đau cơ xương khớp, giảm hoặc mất vị giác hoặc khấu giác, suy giảm nhận thức, rối loạn giấc ngủ, ho, đau ngực. Khi các dấu hiệu triệu chứng của hậu COVID-19 làm sức khỏe con người bị suy giảm kéo dài, tác động đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội, người dân cần đi khám sức khỏe. Để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân sau khi mắc COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cũng như các đơn vị y tế, chỉ đạo tổ chức khám chữa bệnh cho người bệnh, người lớn và trẻ em khi mắc và hậu COVID-19 theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế đã ban hành cơ sở y tế khám chữa bệnh cho người có dấu hiệu, triệu chứng hậu covid 19 nói riêng và khám bệnh chữa bệnh nói chung theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở theo các lĩnh vực chuyên khoa khi người dân có các dấu hiệu, triệu chứng thuộc các chuyên khoa tránh tình trạng lạm dụng chỉ định hoặc chỉ định không phù hợp, không cần thiết. Bộ y tế cho biết hiện hơn 9 triệu người mắc covid 19 ở nước ta đã khỏi bệnh, trong số các F0 đang điều trị còn hơn 600 ca nặng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.554.689 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 106.705 ca nhiễm. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 12.428 ca trên ngày.

Tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh ở nước ta là 9.081.494 ca. Tin quốc tế, các nhà nghiên cứu ở Anh phát hiện ra rằng khả năng hồi phục hoàn toàn sau COVID-19 ở nữ giới thấp hơn 33% so với nam giới. Những bệnh nhân bị béo phỉ chỉ có 50% khả năng hồi phục hoàn toàn. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy, cứ 4 người mắc COVID-19 phải nhập viện, có chưa đến một người bình phục hoàn toàn sau một năm nhóm nghiên cứu cảnh báo hội chứng COVID kéo dài có thể trở thành hội chứng phổ biến. Các nhà nghiên cứu phân tích hồ sơ bệnh lý của hơn 2.300 người mắc COVID-19 đã xuất viện tại 39 bệnh viện ở Anh trong thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, sau đó đánh giá sự phục hồi của 807 bệnh nhân trong số này từ 5 tháng đến 1 năm sau đó Kết quả cho thấy chỉ 26% trong số này đã hồi phục hoàn toàn sau 5 tháng và tỷ lệ này tăng lên 28,9% sau một năm. Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng khả năng phục hồi hoàn toàn sau COVID-19 ở nữ giới thấp hơn 33% so với nam giới. Trong khi đối với những người từng phải thở máy, tỷ lệ khỏi hoàn toàn thấp hơn 58%. Trưởng nhóm nghiên cứu nhấn mạnh nếu không có phương pháp điều trị hiệu quả, COVID kéo dài có thể trở thành một hội chứng mới lâu dài và phổ biến. Bản tin 16 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.